Đây là mì tương đen này. Thằng nào tôi thấy màu đen mà tớ cũng chưa được ăn bao giờ luôn. Ngon lắm. Bạn ăn mì đi, xong rồi tí nữa chúng mình ăn bỏng ngô nữa. Ừ, thế tí nữa hàng ăn bỏng ngô của tớ nhá. Ừ. BB TV. Wow, kẹo dài quá. Tiếp ơi nhìn này. Đẹp quá nhở, dài này. Để tớ đếm xem được bao nhiêu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow, tận 17 cái kẹo luôn. Yeah. Này, làm vòng cỡ đẹp nhở. Đẹp thế. Tớ có hẳn 4 sâu luôn. Tết ăn kẹo không? Tớ cho này. Thôi, tớ không ăn đâu. Ở nhà tớ cũng có rồi. Cũng có, nhưng mà kẹo này ngon lắm. Tớ cho bạn hẳn 1 sâu luôn. Thấy không? Này. Thôi, tớ cảm ơn, tớ không lấy đâu. Không lấy à? Không lấy thì thôi. Nhìn nhìn cái này á. Làm vòng. Thẳng 2 vòng luôn. Vòng kẹo đấy. Đẹp nhở? Đẹp thế. Wow, màu đỏ này, màu cam, màu tím, màu xanh. Wow, ui có cả màu hồng này, màu trắng. Nhưng mà Hằng ơi, cái kẹo này ăn có ngon không? Ngon mà, ngon lắm luôn ý. Bạn ăn không? Ngon thử, lắm thử, thử một cái nhá. Thôi tớ không ăn đâu. Không ăn à? Không ăn thế thôi, tớ cất đi vậy. Nhìn này, dài quá. Không ăn tớ cất đi đây. Hằng ơi. Hả? Hằng cất à? Tớ cất mà. Nhưng tớ lấy ra tớ mời bạn ăn, bạn có ăn đâu. Sao cất? Cất đi tớ cũng học. Nhưng mà đến giờ ăn trưa rồi mà. Đến giờ ăn trưa á? Thì ăn trưa đi. Rẽ một tí xem nào. Hôm nay bạn ăn gì đấy? Hôm nay tớ ăn cơm. Cơm à? Ừ. Thôi, tớ cũng ăn vậy. Tên tên tên, hôm nay tớ ăn mì thế đó. Wow. Đấy. Thơm quá. Này, thơm không? Nhìn ngon thế. Tớ mời Tuyết ăn nhá. Nhìn này. Wow. Tết ăn cơm đi. Tớ mời Hằng nhá. Tết ăn cơm với món gì đấy? Tớ ăn cơm với thịt. Thịt đâu mà thịt? Rõ ràng là bỏng ngô mà. Tớ thích ăn bỏng ngô nên là hôm nay tớ mang bỏng ngô đi. Thôi, bạn nói thật cho tớ đi. Hôm qua tớ thấy bạn ăn khoai đấy, hôm nay lại ăn bỏng ngô. Tớ thích ăn khoai mà. Bạn nói nhà bạn có điều kiện lắm mà. Thực ra Hằng ơi, nhà tớ nghèo lắm. Nhưng mà tớ không dám nói với các bạn ý. Sợ các bạn cười tớ. Các bạn chê nhà tớ nghèo. Sao lại cười được? Tại vì có một số bạn biết nhà tớ nghèo ấy, nên là các bạn không chơi với tớ nữa. Tớ sợ Hằng cũng như thế. Như thế thì tớ sẽ không có ai để chơi cả. Bạn nghĩ như thế là nghĩ sai về tớ rồi đấy. Tớ có bao giờ là chê bạn nghèo hay gì đâu. Đúng không? Mình vẫn là bạn mà. Dù nhà giàu hay nhà nghèo vẫn là bạn với nhau mà. Tớ cảm ơn Hằng nhá. Không có gì đâu, nhưng mà hôm sau không có gì ăn phải bảo với tớ đấy. Tớ chia sẻ với bạn mà tớ mang nhiều như thế này này. Tớ cảm ơn Hằng nhiều lắm. Thế hôm nay ăn mì với tớ nhá. Ăn mì á? Ngon lắm đấy. Đây này. Nhá. Cho tớ ăn cùng á. Không phải ngại đâu. Đây là mì gì hả Hằng? Đây là mì tương đen này. Thằng nào tôi thấy màu đen mà tớ cũng chưa được ăn bao giờ luôn. Ngon lắm. Bạn ăn mì đi, xong rồi tí nữa chúng mình ăn bỏng ngô nữa. Thế tí nữa Hằng ăn bỏng ngô của tớ nhá. Ăn. Có cả thịt nữa đây. Thịt này. Tớ mời Hằng nha. Đây, mời Tiết. Ngon. Ngon lắm Hằng ạ. Ngon hơn cả bỏng ngô của tớ nữa. Tất nhiên rồi. Bạn ăn nhiều vào. Tớ ăn này. Tớ ăn nhiều lắm mà. Ngon quá. Ăn nhiều chiều mới có sức học đấy. Ngon thật đấy. Không sao, bạn phải nói thật với tớ nhá. Từ giờ đừng ngại với tớ nữa. Tớ biết rồi. Tớ cứ sợ là nói với Hằng xong Hằng không chơi với tớ nữa. Ai
lại như thế, chúng mình là bạn mà. Ừ, có cái gì phải chia sẻ với nhau chứ. Thằng đúng là bạn tốt của tớ. À, bạn ăn kẹo nhá. Thế này, tớ có nhiều lắm. Thế tớ coi, thằng có thật là nhiều cả, tớ xem ạ. Wow, có hẳn 4 giây luôn. Đẹp quá, có rất là nhiều màu sắc nữa chú. Thích không? Thích. Thế mà bao giờ có nhiều kẹo như hàng thế mà lúc nãy em bảo là nhà tớ cũng có nhiều nhỉ. Bạn có trêu tớ. Thôi tớ đùa đấy. Thế tớ cho bạn 2 giây. Tớ 2 giây. Không, cho tớ 2 giây á. À, tớ cảm ơn hàng nhá. Không có gì. Xem dây ai dài hơn nào. Chắc là của tớ rồi. Tớ có 1 giây dài lắm này. Đây này. Đấy, tớ cũng thế. Ồ, gần nhau luôn. Đây. Rất là nhiều màu. Tớ cảm ơn hàng nhá. Không có gì. Tớ có nhiều lắm. Tớ cất và cặt. Cất gì? Cất và cặt. Hôm sau tớ có cái gì tớ sẽ chia cho bạn nữa. Tớ cảm ơn bạn. Không có gì mà. Hàng ăn bằng ngô đi. Hàng ăn bằng ngô của tớ đi. Ngon lắm. Đâu, cho tớ một đây, đây, xem đây, nào. Đây. Tớ thử nhá. Ngon không? Ngon đúng không? Bằng ngô cũng ngon mà. Rất là ngon nhưng mà tớ ăn nhiều quá nên là tớ cũng thấy không ngon lắm. Không ngon bằng mì của bạn. Không sao, thế thôi bạn ăn mì nhiều vào này. Thôi tớ no rồi. Cái này cất đi xong rồi không khác ăn. Đây, ăn mì đi. Nhưng mà tớ no rồi hàng ạ. Đã no rồi á? Tớ no rồi. Thế thôi mình cất xong rồi chiều đói mình lại ăn nhá. Mình cất nhá. Bây giờ ra rửa tay xong rồi đi ngủ nhở. Đi. Đi thôi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.